Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt. Tuy nhiên thì chương trình này ngày hôm nay không có phát được trên Facebook một cách trực tiếp. Do đó, nó sẽ được upload lại trên cả Facebook lẫn trên YouTube. Mong quý vị thông cảm cho, không hiểu lý do tại sao mà ngày hôm nay không có livestream được bên Facebook. Đó là cái lý do mà Phong phải làm để mà upload. Cảm ơn tất cả các khán giả rất nhiều. Và chủ đích của chương trình thảo luận đặc biệt này là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề. Và trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị, cuối tuần qua thì có một số người đã lên tiếng ở trong cái phần comment ở trong cái chương trình cuối tuần của Phong là một số YouTuber, Facebooker hay là TikToker gì đó mà đang có những cái hoạt động mà họ cho rằng là có lợi cho nhà nước Cộng sản Việt Nam, và họ coi những YouTuber này, những Facebooker này hay là những TikToker này là những kẻ đang là công cụ tuyên truyền cho nhà nước Cộng sản Việt Nam. Thì quý vị, Phong ở đây Phong cũng không muốn nói tới một cái YouTuber nào hết, nhưng mà ở đây mình chỉ nói về một cái luật mà thời gian gần đây được áp dụng rất nhiều, và quý vị có thể khiếu nại cái luật này đối với lại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nếu như quý vị cảm thấy rằng những người đang làm YouTube, những người đang làm Facebook hay là TikToker mà có khuynh hướng hỗ trợ, ủng hộ cho cái nhà nước Cộng sản ở Việt Nam. Và đặc biệt là rất nhiều những quý vị đã thắc mắc với tôi và hỏi với tôi, thì hôm nay tôi làm một cái chương trình đặc biệt này để cho quý vị hiểu rõ hơn về cách nào để quý vị có thể làm được quý vị. Ok, trước khi mà nói về vấn đề này thì quý vị biết từ thời dưới thời của ông Trump, và ngay cả bản thân của ông Trump đã từng bị FBI lợi dụng đạo luật FARA. Đây là một cái đạo luật của Hoa Kỳ đã có từ năm 1938. Quý vị, đạo luật này có tên là FARA, tức là chữ viết tắt của Foreign, nó gọi là Foreign Agents Registration Act, tức là đạo luật buộc là nếu như có làm việc với lại công ty nước ngoài hay chính phủ nước ngoài là phải báo cho Bộ Tư pháp biết. Đạo luật này đã có từ năm 1938 rồi quý vị. Và ngay cả bản thân của ông Trump trước đây cũng đã từng bị FBI lợi dụng đạo luật FARA này để điều tra. Nhưng mà cuối cùng thì đó là câu chuyện giả mạo do một tay gọi là cựu gián điệp của Hoa Kỳ đang sống tại Anh, tức là một cựu nhân viên của CIA, tức là Dorsey, đã cố tình đưa những cái thông tin nói rằng là ông Trump có liên hệ tới Nga xen vào bầu cử. Và quý vị, dẫn tới cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, và sau 2 năm rưỡi tốn gần 32 triệu Mỹ Kim thì kết quả thì Robert Mueller kết luận là ông Trump không có liên can gì tới việc Nga xen vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Thì quý vị, ngay sau đó lại có thêm một công tố viên thứ hai là ông Durham, John Durham. Ông John Durham được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt điều tra lại FBI trong cái chiến dịch gọi là họ Crossfire Hurricane. Thì quý vị, thì ổng phát hiện ra FBI đã có 17 cái sai lầm và cố tình vi phạm cái quy tắc làm việc khi mà họ sử dụng đạo luật FARA để mà chụp mũ vào đầu ông Trump. Và thời gian gần đây thì một kẻ kế tiếp có thể sẽ bị truy tố, đó là con trai của ông Joe Biden, tức là Hunter Biden. Hunter Biden làm thành viên hội đồng quản trị của công ty Burisma, một công ty năng lượng của Ukraine. Nhưng anh ta lại không khai thuế, và anh ta lại không khai báo cho Bộ Tư pháp biết là anh ta đang làm việc cho công ty Burisma. Thì quý vị, do đó thì trong cái cuộc điều tra sắp tới của ông David West có thể sẽ dẫn tới việc truy tố ông Hunter Biden, con trai của ông Tổng thống Joe Biden, về cái tội gọi là vi phạm đạo luật FARA. Vậy thì đạo luật FARA này như thế nào? Thì có lẽ tôi sẽ mở cái trang của Bộ Tư pháp lên để cho quý vị thấy rõ và phạm tội đó sẽ như thế nào và những gì mà quý vị có thể làm được. Ok quý vị, đầu tiên hết là chúng ta mở cái trang của US Department of Justice, tức là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Đây là cái trang của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, và trong đó thì những câu hỏi là cái họ hỏi FARA là cái gì. FARA là một cái đạo luật đã được ban hành năm 1938 nha quý vị. Nó tên là
Foreign Agent Registration Act, và cái code ở trên tòa của nó là 22 USC đại khái. Và trong cái đạo luật này, nó yêu cầu tất cả những người nào mà làm việc đại diện cho nước ngoài đều phải thông báo cho phía Bộ Tư pháp biết, và trong đó bao gồm luôn những hoạt động về chính trị, đại diện cho những công ty hoặc là những chính phủ nước ngoài, hoặc là quý vị có những cái quảng bá về cái mối quan hệ công cộng, làm public agency, tức là một cái đại diện công cộng, hoặc là nhờ cái việc mà làm nhân viên, rồi những làm cố vấn chính trị, hoặc là quý vị có thể đi và phát triển, kể cả cái việc mà gọi là đóng góp về vấn đề gọi là tài chính, vay nợ, mượn tiền, hoặc là những cái giá trị nào mà có quyền lợi cho người nước ngoài, tức là foreign principle. Và trong đó thì những người này phải được yêu cầu là phải ghi danh với đạo luật FARA, là ghi danh với Bộ Tư pháp. Và trong đó thì nếu như mà vi phạm thì sẽ án phạt như thế nào, nếu không làm việc mà không báo cho Bộ Tư pháp biết thì cái mức án phạt cho việc vi phạm đạo luật FARA này là sẽ bị cầm tù, nhưng mà không quá 5 năm tù, và tiền phạt lên tới 250.000 Mỹ Kim, hoặc là bị phạt cả hai. Và có nhiều cái tội vi phạm này thì thuộc dạng misminor, tức là thuộc dạng tiểu hình, và mới với án phạt là không quá 6 tháng và tiền phạt là không quá 5.000 Mỹ Kim hoặc là cả hai. Và đối với những cái vấn đề gọi là về dân sự thì họ cung cấp cái quyền lực cho Bộ Tư pháp để mà có thể yêu cầu ghi danh dưới đạo luật FARA, và trong đó tùy theo cái mức độ phạm nặng hay nhẹ thì sẽ bị phạt theo đạo luật này. Và bên cạnh đó thì người đứng đầu trong cái điều hành, và quý vị có thể liên lạc trực tiếp nếu như mà quý vị cần báo về một ai đó mà đã vi phạm đạo luật FARA, thì quý vị, người lãnh đạo là Matthew Olson, được xem là phụ tá Bộ trưởng Bộ Tư pháp đặc trách về an ninh quốc gia, và cái nơi mà quý vị liên lạc là số điện thoại là 202-233-0776, 202-233-0776, hoặc quý vị có thể email gọi là fara.publicusdoj.government. Thì quý vị, đây là cái địa chỉ email hoặc là cái số điện thoại. Nếu như mà quý vị thấy rằng là cái người đó có cái khuynh hướng hoạt động cho nước ngoài. Đây là đạo luật được ban hành năm 1938, trong đó đề phòng tất cả những cái người mà lén lút làm việc cho nước ngoài, bất kể là công ty tư nhân hay là công ty hay là của chính phủ, thì họ có trách nhiệm phải báo cáo cho phía của Bộ Tư pháp biết để Bộ Tư pháp theo dõi. Nhất là những người đó là công dân Hoa Kỳ hay là thường trú nhân tại Hoa Kỳ đều phải báo cáo đầy đủ. Và quý vị, năm 2018 cho tới thời gian gần đây, tức là khoảng 5 năm qua, có rất nhiều những giáo sư đại học của Hoa Kỳ đã vi phạm đạo luật FARA và họ đã bị truy tố ra tòa. Thì quý vị, bởi vì họ vừa làm việc cho trường đại học, họ lại vừa hợp tác với lại phía trường đại học bên Trung Quốc, nhưng lại không báo cho Bộ Tư pháp biết. Đây là cái trách nhiệm bắt buộc họ phải làm. Và Bộ Tư pháp sẽ xem họ giống như là một người làm việc cho công ty hoặc là chính phủ của nước ngoài. Thì quý vị, năm 2019, nếu tôi nhớ không lầm, cựu Tổng thống Trump đã buộc tất cả những cơ quan truyền thông của Cộng sản Trung Quốc là phải ghi danh là Foreign Agent, tức là nhân viên làm việc ở nước ngoài. Ông Trump không xem họ là một công ty truyền thông độc lập, từ đài CCTV cho tới CGTN, và kể cả cái một số những tờ báo như là tờ báo Nhân Dân hay là những tờ báo của Cộng sản Trung Quốc, thì những phóng viên của họ làm việc ở nước ngoài đều bị xem là nhân viên làm việc cho chính phủ nước ngoài. Vì đó, ông Trump đã bắt buộc và ông Mike Pompeo cũng đã ra lệnh là phải ghi danh tất cả những công ty truyền thông của Cộng sản Trung Quốc, phải ghi danh họ là nhân viên của chính phủ nước ngoài và không xem họ là một công ty truyền thông độc lập, mà chỉ coi họ là một cái hệ thống tuyên truyền của chế độ bên Trung Quốc. Thì quý vị còn nhớ năm 2019, ông Trump đã ký sắc lệnh này, và sắc lệnh này Joe Biden vẫn chưa bãi bỏ. Cho tới giờ phút này, Joe Biden vẫn chưa bãi bỏ cái sắc lệnh của ông Trump. Tất cả những công ty truyền thông của Trung Quốc đều bị xem là nhân viên làm việc của nước ngoài, cho chính phủ nước ngoài. Thì quý vị, tương tự như vậy, những YouTuber, những Facebooker mà quảng bá cho một công ty của nước ngoài, hay là họ có những cái ngôn ngữ, họ có những cái bài viết, họ có những cái lời nói chuyện, kể cả những cái cuộc phỏng vấn luôn,
kể cả những cuộc phỏng vấn luôn, mà có tính chất là tuyên truyền cho chính phủ nước ngoài hay là công ty nước ngoài, thì đều bị ghép vào cái tội gọi là vi phạm đạo luật FARA. Cái vấn đề quảng bá thì là những agent chịu trách nhiệm, chứ những người, những cái công ty truyền thông họ không có chịu trách nhiệm. Ví dụ, tôi nói ví dụ như là đài CNN đi. Họ nhận quảng cáo của một cái công ty ở Trung Quốc thì họ không có chịu trách nhiệm. Họ không có bị vi phạm đạo luật FARA, mà cái công ty thực hiện cái clip quảng cáo đó mới là cái công ty phải chịu trách nhiệm. Tức là công ty mà thực hiện cái mẫu quảng cáo cho phía nhà nước Cộng sản Trung Quốc hay là cho một cái công ty nào đó ở Trung Quốc, thì công ty này phải báo cho Bộ Tư pháp biết là chúng tôi làm việc cho công ty đó hay là chúng tôi làm việc cho chính phủ đó. Họ phải báo. Còn riêng cái trường hợp mà đài truyền hình ở bên đây, họ chỉ phát những cái mẫu quảng cáo đó thì họ không bị. Tức là họ nhận cái quảng cáo vô, họ phát 30 giây hay là 1 phút gì đó. Họ nhận tiền và họ, đó là tiền quảng cáo, thì họ không có bị trói buộc vào cái đạo luật FARA. Nhưng nếu như những công ty mà đại diện cho công ty ở Trung Quốc và đại diện cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc mà đưa cái quảng cáo đó qua, thì công ty đó phải báo với lại Bộ Tư pháp là chúng tôi đang làm việc cho công ty ABC hay là chính phủ XYZ ở nước ngoài. Thì quý vị, cái việc mà ghi danh này thì sẽ phải đóng lệ phí và sẽ phải nói rõ cái trách nhiệm của họ là cái gì và họ được phép làm cái gì ở trong cái chuyên môn của họ. Và đạo luật này thì nó quy định là như vậy thôi. Không có nghĩa là quý vị làm việc cho nước ngoài là quý vị phạm pháp hay là quý vị sẽ bị truy tố. Mà quý vị phải báo cho Bộ Tư pháp, viết lá thư và điện form. Và trong đó quý vị phải nói rõ quý vị làm công việc gì, như thế nào, được trả lương ra sao và hợp đồng bao nhiêu năm. Và công việc của quý vị là cái gì, có tính chất là liên quan tới an ninh quốc gia hay là liên quan tới vấn đề lobby chính trị ở DC hay không. Thì quý vị phải khai báo rõ ràng. Thì khi mà Bộ Tư pháp họ nhận được thì họ sẽ lấy một số lệ phí và họ cấp cho quý vị một cái tờ giấy chứng nhận là quý vị đã có ghi danh làm việc ở cho công ty nước ngoài hay là chính phủ nước ngoài. Thì khi có tờ giấy đó thì quý vị có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng nếu không có tờ giấy chứng nhận này của Bộ Tư pháp, quý vị đã phạm luật. Quý vị đã phạm luật, tức là quý vị cố tình lén lút và làm việc cho công ty nước ngoài hay là chính phủ nước ngoài. Trong đó giống như cái bản quy định và cái background của nó, thì quý vị, đây là cái đạo luật mà Hoa Kỳ nhằm giới hạn các cái hoạt động gọi là phản gián, tức là chống gián điệp và tìm cách gọi là gây ảnh hưởng tới cái xã hội Hoa Kỳ hoặc là gây ảnh hưởng tới chính trường của Hoa Kỳ. Thì quý vị, đây là cái đạo luật đã có từ năm 1938 và trong thời gian gần đây nó được rất nhiều, gọi là chú ý rất nhiều và đang có một cái cuộc trưng cầu dân ý của người dân, của Bộ Tư pháp để coi có tu chính nó như thế nào sau khi mà FBI đã lợi dụng đạo luật FARA để điều tra vào cựu Tổng thống Trump. Thì quý vị, bây giờ nó đang được tu chính. Tuy nhiên thì cái đạo luật này vẫn là cái đạo luật mà có thể buộc tất cả những người nào mà làm việc cho công ty của nước ngoài, dù đó là công ty tư nhân hay là làm việc cho chính phủ nước ngoài, trong tính cách là tuyên truyền quảng bá hoặc là vận động chính trị hay là quyên góp tiền bạc hay là thua, tất cả đều phải được báo cho Bộ Tư pháp biết, tức là DOJ. Thì quý vị, ở đây họ có một cái số điện thoại tôi nghĩ rằng là thích hợp cho quý vị, cái contact information ở đây. Quý vị, FARA Unit Public Officer, tức là cái đơn vị mà đặc trách về đạo luật FARA này, mở cửa ngày thường và phải có hẹn trước là từ 11 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều giờ của DC. Và để có được cái hẹn thì quý vị phải gọi số điện thoại của cái đơn vị này là 202-233-0777. Và cái bản statement ghi danh này nó có trên online. Quý vị có thể, những ai mà phải vào cái gọi là FARA.government để sử dụng tất cả và điền đơn này và cái appointment, tức là cái hẹn này, nó chỉ là cần thiết quan trọng khi mà họ duyệt xét tất cả những cái tài liệu và nó không có trên mạng. Và cái liên lạc ở cái FARA Contact Information, tức là đây là cái địa chỉ. Thì quý vị, trong đó thì Department of Justice NSD FARA Unit nó nằm ở tại cái building số 3, cái phòng số 1.204 ở tại Washington DC. Và đây là cái địa chỉ. Và cái giờ làm việc của họ rất rõ ràng, từ thứ 2 tới thứ 6, 11 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Và
họ delivery, tức là họ sẽ bắt đầu làm việc từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Và đây là cái email để quý vị có thể gửi email qua cho phía của Bộ Tư pháp. Nếu quý vị có cảm giác rằng những người đó đang làm việc cho công ty nước ngoài hoặc là đang làm việc cho chính phủ nước ngoài, đây là cái thông tin chính thức mà tôi đưa cho khán thính giả của TMP Channel biết. Tại vì trong thời gian vừa qua, rất nhiều quý vị đã đưa tên của một số YouTuber vào trong cái channel của tôi và hỏi rằng là ồ tại sao không ai làm gì họ bla 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 bla. Thì thật sự quý vị, tôi thì tôi không muốn nhắc tới những chuyện này bởi vì mất công người ta lại nói tôi là cạnh tranh bất công và có những cái hành động gọi là đàn áp đối thủ của mình, đại khái như vậy. Nhưng ở đây thì cái nhu cầu của quý vị nhiều, và nhất là trong thời gian gần đây có rất nhiều những người tình nguyện tuyên truyền cho Đảng Cộng sản. Thứ nhất là những người tình nguyện tuyên truyền, thứ hai là ở tại quận Cam, thì quý vị, thành phố Westminster, thành phố Garden Grove và thành phố Santa Ana, đây là ba thành phố và kể cả thành phố Fountain Valley, bốn thành phố này đã có cái nghị quyết là buộc tất cả viên chức của nhà nước Cộng sản Việt Nam khi đi tới những thành phố này là phải thông báo cho thành phố biết, tại vì thành phố không có đủ nhân sự, phải thông báo trước ít nhất là 2 tuần lễ để coi coi họ có sắp được nhân sự bảo vệ an ninh hay không. Thì nếu như mà viên chức Cộng sản Việt Nam mà xuất hiện ở tại bốn thành phố này thì họ sẽ vi phạm vào cái luật của thành phố, tức là họ di chuyển mà họ không thông báo trước. Đây là luật thành phố đã ra nghị quyết. Thì quý vị, thứ nhất là nếu quý vị biết những thông tin này thì quý vị có thể kêu gọi và ghi nhận lại và báo cho thành phố biết. Thành phố sẽ chính thức gửi lá thư cho Tổng lãnh sự quán của Cộng sản Việt Nam hay Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam và nói rằng các ông đang vi phạm luật của thành phố chúng tôi. Các ông có nhân viên xuống đây mà không thông báo cho chúng tôi biết và tình trạng dẫn tới nguy hiểm như thế nào, chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho cái an ninh thành phố của chúng tôi. Do đó thì họ sẽ viết thư chính thức cho lãnh sự quán hoặc là Tòa đại sứ của Cộng sản Việt Nam. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là trừ những cái quà hàng quán họ ghé vô họ ăn. Cái người chủ quán không biết họ là ai, ông chủ chợ không biết họ là ai, không sao. Nhưng mở tiệc ở nhà mà tiếp đãi họ thì sẽ vi phạm cái nghị quyết của thành phố. Và đồng thời có thể sẽ bị, nếu mà nhiều lần, được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Tức là bữa tiệc lâu lâu một lần thì không sao. Nhưng mà cứ cách một tháng, vài ba tuần lại tiếp đãi viên chức cộng sản ở trong nhà riêng. Thì quý vị, họ có thể bị truy tố đạo luật FARA. Tức là giúp đỡ, hỗ trợ cho viên chức của chính phủ nước ngoài mà không thông báo cho Bộ Tư pháp biết. Thì quý vị, nếu như cái bữa tiệc đó lặp đi lặp lại nhiều lần, tức là ý của tôi là 3 lần, 5 lần, 7 lần gì đó, thì quý vị, trong một cái khoảng thời gian ngắn, thì họ có thể sẽ bị truy tố và bị điều tra về vi phạm đạo luật FARA. Còn ví dụ như họ mở tiệc lâu lâu một lần, 5 lần, rồi cái mời tất cả mọi người có viên chức của Cộng sản tới thì họ không có vi phạm cái luật này. Và họ cũng không có bị điều tra. Nhưng cứ cách 2, 3 tuần, 1 tháng họ lại tiếp đãi một phái đoàn của Cộng sản ở trên San Francisco hay ở bên DC qua. Nhất là vừa rồi Phạm Minh Chính qua Mỹ đó. Thì nó lại sắp xếp những cuộc gặp gỡ riêng tư giữa viên chức Bộ Ngoại giao của Cộng sản và một số thành phần trong cộng đồng. Thì quý vị, cái này Cộng sản họ có thể thông báo ô tôi đi gặp những người Mỹ gốc Việt. Nhưng những người Mỹ gốc Việt mà đi gặp, mà lâu lâu gặp một lần thì không sao. Cái là cái này không có vi phạm gì cả. Nhưng nếu như mà những người đó đã thường xuyên tiếp xúc rồi, cứ là phái đoàn nào của Cộng sản qua, họ cũng tiếp đãi, họ cũng tiếp xúc. Hoặc là viên chức của Bộ Ngoại giao, viên chức của Tòa đại sứ Cộng sản mà xuống tới khu vực của họ, họ tiếp đãi, họ đưa đi ăn, họ cho ngủ ở nhà, họ đãi tiệc ở nhà liên tục, nghĩa là 3 4 tuần, 2 3 tuần gì đó, thì quý vị, họ có thể vi phạm vào đạo luật FARA. Tức là họ gián tiếp làm việc cho viên chức nước ngoài dù có lương hay không có lương. Dù được trả tiền hay không trả tiền thì họ cũng phải báo cho Bộ Tư pháp biết. À, cái nhà của tôi vẫn thường xuyên tiếp đãi những viên chức của nước ngoài. Thì cái bị Bộ Tư pháp họ ghi nhận lại, phải báo cho Bộ Tư pháp biết và phải điền form của Bộ Tư pháp và đóng một số lệ phí. Và cái này nó sẽ diễn ra gọi là yearly, annual, tức là mỗi năm. Chứ không phải chỉ là ghi danh một lần. Mỗi năm phải renew.
Tức là mỗi năm vẫn phải báo lại, à chúng tôi làm như vậy và chúng tôi có tiếp xúc, bởi vì chúng tôi muốn ABCD, đại khái nhiều chúng tôi muốn thắt chặt mối quan hệ Việt Mỹ gì đó. Thì quý vị, họ có quyền, không ai cấm họ làm cả. Nhưng họ phải báo cho Bộ Tư pháp biết. Đây là điểm chính. Còn nếu họ làm mà họ không báo gì hết, thì khi mà có người biết được và báo cho Bộ Tư pháp biết, Bộ Tư pháp mở hồ sơ điều tra và họ cho nhân viên tới điều tra, họ quan sát và họ khi mà họ thấy cái việc này cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại mà không ai báo cho bên Bộ Tư pháp biết cả vài tháng, một năm, thì lúc đó họ có đủ bằng chứng. Họ ghi nhận lại, họ cho nhân viên điều tra tới chụp hình từ ở ngoài, rồi họ sẽ đưa ra và họ truy tố ra tòa. Để nói rằng cái nhà này á, từ là năm từ ngày mấy tháng mấy năm năm này cho tới ngày mấy tháng mấy là liên tục có những phái đoàn của nhà nước Cộng sản Việt Nam ghé qua, nhưng mà họ không báo cho mình Bộ Tư pháp biết, mình không biết họ làm cái gì trong đó. Thì quý vị, đó là vấn đề an ninh quốc gia, tức là national security. Thì quý vị, do đó họ có thể bị truy tố. Đó là tôi nói cái thành phần mà tiếp đãi cộng sản. Còn lâu lâu mà qua một lần quý vị mở tiệc ở nhà tiếp đãi một quan chức cộng sản thì quý vị không bị gì hết, tại lâu lâu nó qua một lần gặp một cái thôi. Nhưng những người mà đóng vai trò tiếp đãi liên tục thì quý vị, hoặc là liên lạc liên tục với lại lãnh sự quán, ngoại trừ cái vấn đề công việc của họ ra, ví dụ như họ làm nghề về nghề du lịch, họ phải xin visa, họ phải xin chiếu kháng, thì cái đó họ có giấy phép và họ báo đầy đủ rồi, không cái đó thì không sao. Nhưng mà những người cứ âm thầm liên lạc với lại viên chức lãnh sự rồi không báo cho phía của Bộ Tư pháp biết thì cái này nó vi phạm đạo luật đó quý vị. Do đó những cái này tôi đưa ra chi tiết để cho những người ở Mỹ hiểu, và quý vị nào mà có nhu cầu thì quý vị liên lạc trực tiếp với Bộ Tư pháp. Số điện thoại đã có, email đã có, thì bên Bộ Tư pháp họ rất, bây giờ họ rất nhạy cảm trong cái đạo luật FARA. Phải nói là sau cái vụ của ông Trump và sau cái vụ gọi là Crossfire Hurricane thì quý vị, cái đạo luật FARA này trên quốc hội cũng đang bàn tán. Do đó đụng tới FARA là họ phải làm việc ngay. Tại vì không action thì sẽ bị đặt câu hỏi, mà action quá mức cũng sẽ bị đặt câu hỏi. Bây giờ gần như là cái FARA này đang trở thành cái tâm điểm của Bộ Tư pháp. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà thông tin mà tôi đưa cho quý vị một cách chính xác để cho quý vị tự làm việc lấy. Và giống như tôi nói, ở Mỹ này chúng ta phải hiểu rõ luật lệ. Bởi vì khi hiểu rõ luật lệ, chúng ta tuân thủ luật lệ thì không bị gì hết. Còn nếu không hiểu rõ luật lệ thì quý vị gọi gọi báo FBI, báo gì đó, họ giục thùng rác hết. Họ không có mở hồ sơ. Quý vị phải biết đúng cái cơ quan phụ trách về cái đó. Thì quý vị, những kẻ mà YouTuber, Facebooker hay TikToker, quý vị, họ làm giống như, ô tôi là truyền thông mà, tôi có quyền tiếp xúc với bất cứ ai. Yes. Anh có quyền tiếp xúc với bất cứ ai để phỏng vấn làm gì hết. Nhưng anh tiếp xúc với như thế nào? Anh quảng bá cho họ, anh tuyên truyền cho họ, hay là anh sử dụng những cuộc phỏng vấn để mà anh tuyên truyền cho họ thì nó mang một ý nghĩa khác. Tôi từng tiếp xúc với quan chức cộng sản, tôi đã từng nói với quý vị rồi, tôi phỏng vấn, nhưng tất cả những bài phỏng vấn của tôi được đăng đầy đủ ở trên các cái tờ báo hồi xưa ở đây, và đồng thời khi mà tôi tới phỏng vấn là tôi đều báo cho phía của Bộ Ngoại giao biết. Thì Bộ Ngoại giao kêu tôi là phải ghi danh ở bên Bộ Tư pháp và họ chuyển hồ sơ đó qua Bộ Tư pháp. Là bởi vì nó gọi là cái họ nói với tôi đây là background check của DOJ, tức là kiểm tra lai lịch của DOJ thôi. Nhưng thật sự họ lại chuyển cái hồ sơ tôi qua bên cái nơi phụ trách FARA cách đây mười mấy năm rồi. Cách là 2010, từ 2009 cho tới 2011. Lúc đó tôi phỏng vấn rất nhiều viên chức cộng sản. Thì quý vị, trên quy tắc tôi là một ký giả, tôi là một journalist. Nhưng tôi phải làm đúng cái tinh thần và cái luật lệ quy định cho ngành ký giả. Khi mà tôi tiếp xúc với một quan chức nước ngoài, tôi phỏng vấn họ, thì tôi phải thông báo là tại vì cái trách nhiệm của tôi là ký giả, tôi làm như vậy và tôi cần phải thông báo. Thì lúc đó họ thấy, họ biết mình là journalism, thì họ biết là cái cuộc tiếp xúc của mình chỉ là phỏng vấn báo chí thôi thì không sao cả. Nhưng ít nhất phải báo cho họ biết, chứ không thể nào mà không báo. Thì quý vị thấy ông Trump năm 2019, ông bắt tất cả công ty truyền thông của Trung Quốc khi vào làm việc ở Mỹ, nhập cảnh vào Mỹ là phải ghi danh là nhân viên làm việc của nước ngoài.
tức là Foreign nó gọi là Foreign Agent Registration Act, tức gọi là gọi tắt là FARA đó, là phải ghi danh. Ổng không cho phép nó lấy danh nghĩa là truyền thông, là bởi vì ổng không coi cái đó là cái hệ thống truyền thông, mà ổng coi đó là một cái cơ quan tuyên truyền propaganda của Cộng sản Trung Quốc. Cho nên ổng bắt tất cả công ty truyền thông của Trung Quốc, từ đài CCTV cho tới CGTN, cho tới tờ Nhân dân Nhật Báo, cho tới cái tờ những cái tờ báo ở Trung Quốc, thì quý vị đều phải ghi danh là nhân viên làm việc ở nước ngoài. Thì lúc đó họ mới làm việc ở đây và họ có cái giới hạn. Họ có giới hạn. Khi mà họ ghi danh làm việc ở nước ngoài, họ có giới hạn. Có những điều không cho phép họ làm. Nếu mà họ cross the line, họ sẽ vi phạm luật. Thì quý vị, đây là cái bài nói chuyện để cho người ở Mỹ hiểu được và quý vị biết được cái cơ quan nào của nước Mỹ để quý vị báo. Tại vì cái đạo luật này hiện nay nó đang là một cái điểm nóng ở trong Bộ Tư pháp. Và nhân cái dịp đó là điểm nóng. Và thứ hai, nhiều người nói với tôi là YouTube ABCD đang là công cụ tuyên truyền cho Cộng sản, đang làm lợi cho Cộng sản. Thì quý vị phải coi lại tất cả những cái clip đó. Quý vị phải thấy rõ, ok, đoạn nào, số mấy, quý vị đưa link. Quý vị nói đây, khúc này là ảnh tuyên truyền, khúc này là ảnh cố tình gọi là giúp cho Cộng sản có cái lợi về cái gì đó. Thì quý vị phải đưa cái link đó, cái phút, để tại vì nhân viên của họ nhận được, họ không biết rồi, họ còn phải kiếm người thông dịch ra nữa. Hoặc là họ phải mở cái translation để họ coi nói cái gì. Khi mà họ nhận được tất cả những cái hồ sơ báo cáo của quý vị, thì những nhân viên làm việc trong cái đơn vị FARA, họ sẽ phải sử dụng cái hệ thống translate, hoặc là họ phải coi cái khúc đó, đoạn đó, cái link đó nói về cái gì. Thì quý vị, đây là cái mà tôi nói quý vị, là không phải nước Mỹ cấm, nhưng nước Mỹ đòi hỏi sự rõ ràng. Không cấm cho quý vị làm việc nước ngoài, nước Mỹ không có cấm ai làm việc cho cơ quan nước ngoài, công ty nước ngoài cả, không có nữa. Nhưng phải có trách nhiệm thông báo cho chính phủ biết là mình đang làm, chứ không thể im lặng. Tại vì im lặng mà khi mà họ phát hiện ra, họ thấy rằng có tính chất đe dọa tới an ninh quốc gia, hoặc là có tới tính chất đe dọa tới cộng đồng người Mỹ, cộng đồng ở đây, họ sẽ mở hồ sơ điều tra. Tại vì sao? Đối với người Mỹ, cái vấn đề an ninh quốc gia và cái vấn đề an ninh cộng đồng là priority, tức là ưu tiên hàng đầu của họ. Cho nên khi mà quý vị viết thư, quý vị nói đây là đe dọa tới an ninh của người sống trong cộng đồng và có thể đe dọa tới an ninh quốc gia, thì quý vị viết những cái câu đó vào, quý vị nói và quý vị đưa những cái link, cái số phút, số giây để quý vị chứng minh rằng đây là cái hành động nó gây nguy hiểm. Thì lúc đó quý vị, họ mới mở hồ sơ, họ mới open file, họ mới assign người ra điều tra, họ mới cho người tới hỏi thăm điều tra. Thì quý vị, đây là cái cách làm. Và cái thời gian mà quý vị báo cáo cho tới cái thời gian mà họ sẽ không nói cho quý vị biết, họ chỉ cảm ơn quý vị thôi. Còn họ điều tra hay không, họ không cho quý vị biết. Cho nên quý vị nói, ủa sao tôi báo rồi mà không thấy gì hết. Quý vị, cơ quan của Bộ Tư pháp họ làm việc, họ không thông báo cho quý vị. Họ giữ kín thông tin của quý vị. Hoặc là họ có cái gì đó mà họ cần gặp gỡ để thẩm vấn quý vị, thì họ mới lấy hẹn. Còn họ không cho quý vị biết bất kỳ một chi tiết nào, là họ có mở hồ sơ hay không, họ có điều tra hay không. Họ sẽ không cho quý vị biết. Thì quý vị, đây là cái cách làm việc. Cho nên nhiều quý vị mà báo lên rồi mà cứ thấy là nó im lìm, không có gì hết. Thì quý vị, có những vụ nó kéo dài cả một năm, hai năm mới bắt đầu lôi ra. Kể từ khi quý vị báo, tôi kể cho quý vị nghe, cách đây mấy năm, có một cái cô của làm về EBT của gạt tiền người ta cả mấy trăm ngàn. Thì tôi là người, với là luật sư Đi Đăng Nguyễn là người giúp cho cổ để mà thông báo cho DA, cho FBI. Thì quý vị, họ nhận rồi, cái mình cũng không biết trường hợp tới đâu nữa. Nhưng hơn một năm sau, thì chúng tôi được họ thông báo là chúng tôi đã bắt cô này ở tại Washington DC. Cô này đã bỏ trốn tới Washington DC. Và đã bị bắt và đã bị truy tố. Thì hơn một năm sau, họ mới cho mình biết, tức là một năm mấy á. Trong khi mình báo cho họ biết, mình không thấy gì hết. Thì quý vị báo là chuyện, là nhiệm vụ của mình, hay là cái trách nhiệm của quý vị. Nhưng cái quyền điều tra, và điều tra như thế nào, bắt hay không như thế nào, là quyền của bên Bộ Tư pháp. Do đó chúng ta không có involve cho được. Có điều là để cho quý vị thấy rõ cái nơi liên lạc và những cái hành động mà cái đám này, đám YouTuber, Facebooker nghĩ rằng ô, quyền tự do ngôn luận của tôi, muốn làm gì làm. Quý vị có,
Nhưng mà quý vị phải báo, không báo là sẽ bị, và nhất là đi Việt Nam rồi trở lại đây á quý vị, nó có nhiều cái người ta điều tra lắm. Tại sao anh đi Việt Nam anh khác mà anh từ Việt Nam trở về anh khác, người ta sẽ điều tra. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của tôi trong ngày hôm nay dành cho tất cả khán thính giả nào quan tâm tới việc mà vi phạm đạo luật Fara của một số YouTuber, TikToker và Facebooker khi mà họ tuyên truyền cho nhà nước Cộng sản Việt Nam. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.